Kính thưa cha quản nhiệm, thưa thầy Sáu, thưa sơ, cùng toàn thể ông bà, anh chị em, con được phép đại diện cho tất cả các phụ huynh có con em xin tội rước lễ lần đầu hôm nay. Xin chân thành cảm ơn cha, thầy Sáu, sơ và các thầy cô dạy giáo lý, Việt ngữ cùng ban phụ huynh học sinh đã yêu thương, chăm sóc, lo lắng, dạy dỗ và nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng cho con em của chúng con, đặc biệt là cô Thúy. Cô đã hết lòng dạy dỗ các em suốt 2 năm qua. Cô đã khai tâm và dẫn dắt các em từng bước một đến với Chúa bằng con đường yêu thương. Ước mong những lời chỉ dạy của cô sẽ là những hạt giống tốt, giúp đức tin của các em nảy mầm và lớn lên mạnh mẽ theo năm tháng. Có đi theo với các em những buổi tập mới thấy được sự khó nhọc và hy sinh của sơ, của cô và các em TA. Xin Thiên Chúa trả công và chúc lành cho cha, thầy Sáu, cho sơ, cho các thầy cô và các em TA. Giờ đây, xin cha và thầy Sáu, sơ nhận lấy một bình hoa tượng trưng cho lòng biết ơn của chúng con. Chào quý cô chú bà và anh chị em, đặc biệt là quý phụ huynh cũng như là gia đình thân quyến ở trong cộng đoàn cũng như là từ các tập đoàn tới có con em rước lễ lần đầu ngày hôm nay. Chúng con xin đại diện cho ban thường vụ có lời chúc mừng đến quý phụ huynh và đặc biệt xin chúc các em tiếp tục trưởng thành trong hành trình đức tin của mình như sự mong đợi của quý phụ huynh và thân quyến cũng như gia đình. Dear First Communion children, today is a very special day, perhaps the most memorable for you because this is the first time you receive the Eucharist. The First Communion event is the first event that brings you close to Jesus. So may the joy of Jesus and the love of Jesus shine in your heart now and forever. Congratulations to you all. Amen. Sau các lễ cúng bà anh chị em, các em có mừng lễ mừng tiệc bánh sinh nhật bánh bánh cake bên đó, nếu các bà anh chị em có thể ghé lại chia sẻ với các em. Thì con đối với con thì con phải dọn, thì con sẽ có cái đám cưới sau này. Con xin mọi người đứng lên.